chào cả nhà, mình là Hồng Ngọc. Thì hôm nay là ngày thứ 7, mình vừa tháo nẹp xong và mình thực hiện ca nâng mũi sụn sườn toàn phần. Giá mũi trước phẫu thuật của em là nó bị không có sóng, đầu mũi to bè và nên là em quyết định là nâng mũi cho giá mũi mình cao hơn và thanh hơn. Em muốn thực hiện nâng mũi cũng lâu rồi, từ lúc em còn ngồi cấp 3 dưới nhà trường nữa. Và em biết qua bác sĩ, qua bạn của mẹ em cũng được 1 năm mấy rồi. Do bạn của mẹ em sau khi nâng mũi xong thì dáng mũi rất là đẹp. Và hiện tại thì cô ấy đang định cư ở nước ngoài luôn. Cho nên là em đã quyết định đến bác sĩ Trần Phương để thực hiện nâng mũi. Cô ấy nói là nâng mũi thì sẽ không có đau. Nhưng mà lúc đầu em không có tin đâu. Nhưng mà sau khi em trải nghiệm qua rồi thì em có đúng thật là không có đau. Nó chỉ hơi tê cái mũi thôi của mình thôi. Sau 2 đến 3 ngày thì bắt đầu mũi mình cảm thấy bình thường. Và sau khi mà mình tháo nẹp xong thì cảm thấy là cũng không có gì phải bận tâm đó hết à. Chỗ sườn của em thì nó đã ổn rồi và em có thể tự sinh hoạt được bình thường luôn. Và lúc ngồi dậy thì nó cũng nó hơi nhói chút xíu thôi chứ nó không có đau nhiều nữa. Khoảng hình như 1 đến 2 ngày là em nhận được clip và em xem thì em rất là cảm thấy là em rất là thích luôn. Lúc trước khi tháo nẹp thì em và cả nhà rất là hồi hộp và trông chờ xem là bữa nay thì tháo nẹp sẽ như thế nào. Và sau khi tháo nẹp là ngoại em mong chờ luôn là dáng mũi mình của em rất là đẹp. Tuy là còn sưng nhưng mà em nhìn thấy rất là ưng ý luôn rồi. Sau khi mà nâng mũi xong thì em cảm thấy mình rất là vui và mình tràn đầy hy vọng về cái tương lai phía trước của em. Và em hy vọng là công việc của em và cuộc sống sau này của em sẽ thật là thuận lợi và thật gặp nhiều may mắn. Hiện tại thì mũi em vẫn còn sưng và em hẹn mọi người vào những ngày tiếp theo để xem kết quả sau khi hết sưng. Em chào cả nhà.